23 giám khảo, quý thầy cô và các bạn học sinh thân mến. Em là Lâm Nhật Tân và đây là bạn Nguyễn Ngọc Phương Anh. Chúng em đến từ chế độ lớp 6. Dear trackers, dear teacher and students, we are Lâm Nhật Tân and Nguyễn Ngọc Phương Anh. We are from the 6th class. Trong những ngày Tết, các gia đình dù có đi đâu xa là trở về sum họp bên nhau, cùng nhau mọi người thân họ hàng mừng tuổi, đi lại chùa đầu năm cầu may mắn. Dù đây là những phong tục truyền thống đẹp của người Việt trong dịp Tết. During the Tết holidays, family members wherever they go come back to reunite to gather, visit relatives and relatives together, celebrate and go to the New Year ceremony to pray for luck. This is the 10th beautiful traditional custom of Vietnam people during Tết. Cũng ông công ông Táo theo truyền thống ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày ông công ông Táo lên thiên đình để báo cáo mọi việc của gia chủ với Ngọc Hoàng. Chính vì vậy tới ngày nay các gia đình Việt thường dọn dẹp nhà cửa, bếp sạch sẽ, mua gáo vàng và để tiện ông công ông Táo và trời. To offer mistletoe and mistletoe traditional, the 23 of December of the lunar moon is the day when mistletoe and mistletoe go to heaven to report everything in the household, the house to Ngọc Hoàng. Therefore, up to this day, Vietnam's families will clean the kitchen, tie gold fish to worship mistletoe and mistletoe to heaven. Gầu bánh trưng là món ăn truyền thống có từ thời vua Hùng và không thể hiểu trong những ngày Tết của người Việt cho tới ngày nay. Các gia đình Việt thường gọi bánh trưng từ ngày 27, 28, 29 Tết. Đây cũng là một món quà biếu ý nghĩa cho họ hàng và bạn bè trong dịp này. Pancake of bánh trưng. Bánh trưng is traditional dish that dates back to the Hùng King period and is indispensable in Vietnam is New Year until today. Families often pack pancake from 27, 28, 29. This is also a meaningful gift to relatives and friends on this occasion. Trên hoa dịp Tết, hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam và cây quất là một trong những cây được tượng trưng sự may mắn, hạnh phúc, tình vượng cho gia đình. Hiện nay ở Việt Nam còn có thêm nhiều loại hoa đẹp khác được người dân đô thị mua về trang trí để chào đón năm mới như hoa lan, hoa ly, hoa cúc, hoa hiển tiên. Play flowers protect northern peach blossoms, children apricot flowers and comfort trees among the trees that symbols look happiness and prosperity for a family serving to. In Vietnam, there are many other beautiful flowers that people love to find home decoration to welcome the new year. Shook orchids, lilies, dashes, the fortress. Bài mâm ngũ quả. Mâm ngũ quả đặt trên bàn thờ tổ tiên là một nét đẹp văn hóa, không phải hiểu cho những ngày Tết của người Việt. Mỗi vùng miền sẽ có những cách bày mâm ngũ quả khác nhau, sử dụng những loại hoa trái cây khác như ý nghĩa chung đều là cầu mong một năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, an khang. First try creation. The five first try place on the altar altar and this spangled cultural beauty in Vietnam is New Year. New Year's Day. Wearers will have different ways to display the five first try using different types of first fruits. But the common meaning is to wish for a new year of praise, look, happiness, pray, and will. Tuấn Nhân Hờ Gia Hờ là hờ điện chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, là thời gian quan trọng nhất. Khi đất trời giao hòa, lễ cúng giao hòa được gọi là lễ chư tịch, diễn ra vào phút cuối cùng của năm mới, với ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón năm mới, những điều tốt đẹp của năm mới. Lễ cúng giao hòa được thực hiện ở ngoài trời. Welcome New Year's Eve.
New Year's Eve is a time of tradition between the New Year and the Old Year, an important time when heaven and earth meet. The New Year's Eve ceremony is a short now as the death ceremony, which takes place to last minute of the year, with the meaning of taking away the bad things of the old year to welcome the good things of the new year. New Year is very famous of the chúng ta và mừng tuổi người Việt có phong tục để chúc Tết họ hàng bạn bè trong những ngày Tết. Còn trong khoảng mùng một Tết, con cháu được đến chúc mừng tuổi ông bà cha mẹ mình. Sau đó con cháu được ông bà cha mẹ mừng tuổi lại. Những đồng tiền mới được chúng bao ly chi màu đỏ để lấy kèm theo những lời chúc con cháu hai anh trong lớn học hành trở gian hạnh phúc vui vẻ trong năm mới. Tiền mừng tuổi không quan trọng mọi số tiền nhiều hay ít, nó quan trọng là ý nghĩa. Happy New Year and Happy Age. Vietnamese people have the custom of going to New Year wishing to relatives and friends on January Day, usually on the morning of the first day of the Lunar New Year. Children and grandchildren will come celebrate their longevity and celebrate the age of their grandparents and parents. After that, children and grandparents celebrate their new age with new cards covered in red envelopes for look along with wishes of near children or grandchildren to express to them well and be happy. Happy New Year! The partners of the age is not important in the amount of money, but it is important in the meaning. Đi lễ chùa đầu năm, phong tục yêu lễ chùa trong những ngày đầu của năm mới là nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống của mỗi người Việt. Đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để cầu xin một năm mới may mắn phúc lộc và tỏ tấm lòng thành kính của mình đối với Đức Phật tổ tiên. Go to temple ceremony at the beginning of the year. The custom of going to pagodas in the early days of the new year is a cultural and spring to beauty in the life of every Vietnamese. Going to pagodas at the midnight of the year is not just a pray for a new year of look, preaching and paying repast to the Buddha and his culture. Chúc bạn và gia đình vui vẻ, khỏe mạnh, thịnh vượng và hạnh phúc nhất trong năm mới. Chúc mừng năm mới. Wish you and your families a joyful, healthy, prosperous and happy New Year. A happy New Year.